cho qua mình ơi, cho qua đi. Thank you. Ok và hello, xin chào bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Gà đây. Thì hồi nãy mình đang dạo trên blog thì mình thấy có một cái tựa game cũng có vài người chơi ha. Cái tựa game này mình nghĩ chắc là game kinh dị đó. Game này có tên là Dead Silent. Thì mình cũng mới vào chơi thôi. Rồi ok, chúng ta thử đi khám phá coi cái game này như thế nào ha. Thì mới đầu vô game mình đã được đưa tới một cái nơi gì đó nó tối hù à. Nó cũng không phát cho mình đèn pin nữa. Nó nhìn phát hành gì keo kiệt vậy trời. Ở ngoài kia chắc là xe gì đó của mình ha. Mà nếu xe của mình sao mình vô đây được ta? Hay vậy? Chưa qua. Thôi kệ đi. Thì mình sẽ đi tới phía trước. Không có đèn pin gì hết trời ơi. À mình đi tới đâu thì nó sáng tới đó hả các bạn ha. Xung quanh thì có rất nhiều graffiti. Wow, vẻ đẹp đấy. Mà nếu vẽ lên tường sẽ gây ô nhiễm tường ha. Làm xấu cái bức tường này đi. Quá trời luôn. Ok, ở đây là chúng ta có một cái cống nè các bạn. Như có nước ha. Không có nút nhảy luôn à. Ôi sao bên đây khác vậy. Bên đây màu trắng, bên đây màu xanh nè. Bên đây có lẽ là kim loại các bạn, bên kia là xi măng ha. Đường dẫn tới đâu ta? Mình nghĩ mình đang dưới một cái ống cống rồi thì phải. Cái này là một cái ống cống à. Đường hầm gì dài dữ à. Ở bên ngoài cái game thì nó ghi là teaser các bạn. Chắc là nó chưa phát hành xong game ha. Tôi phải tìm một cái lối thoát khác ở xung quanh đây. Keep out là kêu mình tránh xa đó các bạn. Tức là nó không cho mình đi cái hướng này ha. Đứa nào chơi ác vậy ta? Đóng mấy tấm gỗ là gì? Hello. How are you? Ủa con ếch này nó không nghe mình nữa bạn ơi. Sao có nút nhảy ta? Vậy sao quá? Kỳ vậy. Ồ, điên nào ra ta. Có một cái đường ống nước trên đây nè. Ống nước hay ống khí gì nè. À cái này lên được nè các bạn ơi. À đây 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 có một cái ven đây. Một cái ống thông hơi ha. Đấy đấy. Wow. Đụng cái rớt liền. Mục rồi. Thì cái ống này dẫn đi đâu ta? Cứ đi theo nó xem. Đi qua một cái ống cống khác à. Ồ, oh, một cái này là một cái đường tàu thì phải. Mình nghĩ là một cái đường ray xe lửa ha. Đi qua đây hả? Hay qua kia ta? Có hai hướng rồi các bạn ơi. Cái âm thanh trong game này cũng được, không thấy nổi ghê. Mình nghĩ mình sẽ đi qua trái đi, à, lỡ đi rồi. Đây là một cái đường tàu bỏ hoang ha. Well, I have reached my destination này. Ở đây không có gì hết. Mình đi tiếp đi, đừng bị nó dụ. What the hell, nó chặn luôn rồi. Đây leo được đúng không? Leo lên, leo lên. Đấy. Đi tới đâu đây? Đây là một cái ống thông hơi ở đây. Ngã nè. Qua một cái ống cống khác rồi. À, mình đã qua được bên kia các bạn ơi. Đây nè. Hồi nãy là mình ở bên kia ha, mình chui ống thông gió mình đi qua bên đây. Bây giờ mình qua được bên đây rồi. Sao mình giỏi vậy ta? Ôi út, the shit, cái gì vậy? Tôi ở đâu đây? Where am I? Sao mình sụp? Đây là đâu? Ủa kỳ, hồi nãy mình đang ở dưới ống cống mà sao giờ mình chui vô cái phòng này rồi? Có cái giường nè, cái này chắc phòng trọ của ai nè. Có cái ghế à. Đi báo các kiểu. Ở dơ quá nha men. Cái người ở trong đây ở dơ quá nha. Cửa rồi mục nát trơn rồi, xét trơn rồi. Đi ra. Đây cửa này đúng không? Nó khóa rồi. Cửa này có mở không? Tức là ai khóa ở bên kia rồi hay là một cái gì nó chặn ở bên hướng bên kia ha. Cái cửa này không khóa mà có nghĩa là nó chặn ở hướng bên kia. Rồi đi tiếp. Ủa phòng trọ nhiều phòng ta. Đây khách sạn à. Khóa luôn. What the hell. Còn hai cửa. Ở đây là một phòng trọ nữa nè.
phòng trọ mà ai vẽ bậy lên tường vậy ta? Tôi quan ngại cái điều này ha. Giữ vệ sinh chung đi mấy men ơi. Thì cửa này. Ok. Này chắc nhà kho quá. Ủa? Đứa nào mới xuất hiện đó? Bên đây là gì đây? Người hoàn tinh à? Có một cái gì đó rất là mạnh ở đây. Sát khí à? Hay là con kia bốc mùi? Cái con hồi nãy cái mùi á bạn, nó chưa tắm á, lâu quá nó chưa tắm, cái mùi nó kinh dị quá ha. Ew, cái gì ta gớm vậy, dơ bẩn vậy. Cái này giống bệnh viện quá các bạn, mình nghĩ là bệnh viện á. Đi tiếp nào. Nè, có ai trong đây nè? Đấy, đã disgusting, thật kinh tởm nè. Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi bị cái gì đó nó là nhanh quá mình không kịp. Ở đây có một cái búa. Cái này gì đây? Búp bê hả? À mình nghĩ nó là một cái xác chết các bạn. Máu nè. Bị chọc tiết nè. Ở góc phải nó ghi là Find the way out, tìm đường ra. Mấy cục đen đen này chắc là ruồi quá. Ui, thì dơ quá. Đi ra thôi. À đây có cầu thang nè. Lại leo lên cống thông hơi rồi. Ơi cái gì vậy, sao lọt rồi. Ok, rơi xuống nào. Đi tiếp nào. Cái từ Dead Silence có nghĩa là cái chết câm lặng các bạn ạ. Cái này không được, cái này khóa rồi. Hai hướng, đi hướng nào, có mở cửa không? Không, nó không mở cửa, tức là nó muốn đi hướng này. Đấy, vô tư. Cuộc đời mình sao cứ chui vô mấy thông hơi này hoài ta. Nè sập nè. Để biết ngay mà, vụ anh à. Anh biết ngay. Mà sao đèn ở đây tối hù vậy? Ơi có người kìa. Qua đi bên đây trước đi. Ở trong đây người ta không đóng tiền điện thì sao ta. Tối hù luôn. Ô, khoan đi coi mấy cửa này nó làm sao à. Khóa rồi. Cửa sổ à, không nhìn ra ngoài được. Ồ, mở được rồi các bạn. Và mình cần phải coi cái người nãy. Ôi, nó mất tiêu rồi. Trốn đâu rồi? Trốn đâu ta? Cửa này cũng khóa luôn. What the hell, giờ mình phải đi lại à? Thằng bé chết tiệt. Là mình bò lại. Rồi phải vô cái phòng hồi nãy rồi. Cái này chắc đi theo cốt truyện rồi. Đâu ta? Dưới đây đúng không? Ok, thank you. Oh. Ơi, what the hell. Tư duy ai bật nha, tôi muốn bật nha. Tư duy này có số. Số à? Rồi tắt rồi, ai tắt rồi? What? Tôi không bật tivi nha, tới tháng trả tiền điện đừng nói tôi nha. Giờ này màn nhện đóng quá trời luôn. Ok. Lại đi ra một căn phòng khác rồi. Ồ, đi qua được rồi các bạn. Ồ. Có kệ sách nè, đây hình như là một cái phòng làm việc hay là một cái phòng thí nghiệm gì đó. Trên đây có những cái hộp trang điểm à. Ok, bật sang màu đỏ rồi đó. Có chuyện gì xảy ra không? Cái này phải đi ngang các bạn. Này đâu đây? Không, mình nghĩ mình sẽ khám phá cái phòng hồi nãy trước đi. Oh man. Sao đen thui vậy? Này ở châu Phi rồi, mấy nẻ châu Phi rồi. Mình nghĩ cái này là mannequin các bạn. Cho qua mấy ơi, cho qua đi. Thank you. Cái gì vậy? Cho qua ấy coi. Bậy lắm nha, đưa tay chặn là bậy lắm nha. Cho qua anh ơi. Thank you. Cái gì vậy? Sao nãy giờ mình đi vòng vòng rồi vậy?
Tới đâu đây? Mình đi hình như là mình đi sai sai. À, có vết máu đây, đúng rồi, đi đúng hướng rồi. Chìa khóa kìa, chìa khóa kìa. Oh yeah yeah. Hi hi hi. Mở cửa đúng không? Mở cửa này đúng không? Không được hả? What? Ôi gì, chìa khóa là mở cái cửa hồi nãy sao? Giờ phải đi ra lại sao? Ây da, mấy chú hành anh quá, giờ phải bỏ ra lại rồi. Không biết đường đi luôn. Nó xếp đồ như mấy cung vậy men ơi. À, cho qua men ơi. Thank you. Nửa thanh niên này chặn tay hoài trời. Rồi ra được rồi, oh yeah. Đi tiếp. Mình nghĩ là cái cửa nó sẽ nằm bên đây nè. Đây, mở cửa này đúng không? Đúng luôn. Phải đi một cái chặng đường dài ở bên kia các bạn. Thì mình sẽ mở được cái cửa bên đây ha. Rồi xuống cầu thang. Phải có ấm thông gió trên kia kìa. Ấm thông gió. Cầu thang gì sâu vậy? Có một cái cửa. What the shit, sập nữa rồi. Giờ đâu đây? À, mình thấy bên kia có ánh sáng các bạn ơi. Chắc là bên đó là đường ra ha. Ok, chúng ta sẽ đi qua bên kia. Get out of here. Đây, tôi đang đi đây. Hỏi làm gì? Đấy, đấy dường như là cái đường ra của chúng ta. Ok. Game này cũng được ha, không thấy nổi kinh dị. Con gì mới bò vậy? Oh hello, hello. Ủa hết rồi hả? Cảm ơn bạn đã chơi cái teaser này. Hãy để lại một like nếu bạn thích game. Rồi, thì cứ lấy mình sẽ dừng video tại đây ha. Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.